di sản quý nhất của người con. Và Salomon cũng nhận định: một đứa con ngoan làm vui lòng người cha, còn đứa con bất hảo làm khổ lòng người mẹ. Là con, hãy là những đứa con ngoan, làm vui lòng cha và không bao giờ làm phiền lòng mẹ. Đó là đáp đền công ơn cha và mẹ. Ôi cha yêu thương, cha đã nuôi dưỡng con từ thuở bé, công ơn sinh thành ngàn đời con chẳng hề quên. Công cha nuôi con cao ngất và chất trong tựa nuôi thai, kể sao cho vừa tình cha mình mong xiết bao. Khi cha bên con bao nhiêu khó khăn cha đã đỡ đần, gian lao hy sinh, mong một ngày con sẽ nên người. Cha luôn yêu thương, từng phút giây dắt dìu và chăm sóc cho con trưởng thành, thì cha mới thỏa lòng mong. Ơn cha thâm sâu, con khắc sâu đáy lòng để ghi nhớ công ơn sinh thành, một đời con đâu dám quên. Cha yêu thương, cha đã nuôi dưỡng con từ thuở bé, công cha sinh thành một đời con đâu dám quên. Khi cha bên con bao nhiêu khó khăn cha đã đỡ đần, gian lao hy sinh, chỉ mong sao cho con nên người. Ơn cha thâm sâu, con ghi khắc đáy lòng để ghi nhớ ngàn đời và mãi mãi chẳng hề quên. Công cha bao la, con biết làm sao đáp đền cho xứng. Trọn cả cuộc đời cha đã gian khổ vì con, bao năm nuôi con cha đã chẳng quán ngại mọi gian khó. Nuôi con nên người, dầm sương dài nắng suốt đời. Công cha mênh mông, sông sâu núi cao so sao cho bằng. Cha luôn mong sao, mong một ngày con sẽ nên người. Này con cha đây, qua tháng năm. Kính thưa ta quý, nhận được tin Giuse là người thân của giáo họ Bình Chính của chúng con đã được Chúa đón về. Thực sự chúng tôi không khỏi bàng hoàng, vì trong suốt chặng đường mà ông bị bệnh, chúng tôi cũng đã ngồi lại với nhau, đã từng chia sẻ tâm tình và cũng có đôi lúc mời ông đi chơi, mời ông đi dạo để được khuây khỏa trên tinh thần. Và cũng có những lúc anh em định rủ nhau lên thăm ông cho đúng với tinh thần của giáo hội Bình Chính, nhưng trong tâm tình lại sợ ông nói là tao chưa có vấn đề gì mà chúng mày lên thăm, cho chúng tôi chưa dám lên. Nhưng mà ngày hôm qua là ngày phục sinh, trong mùa phục sinh của Đức Kitô, Chúa đã gọi ông về. Trong sự bàng hoàng đấy, hôm nay đại diện cho hội đồng hương của giáo hội Bình Chính, mặc dù không được đông đủ như những ngày bình thường trong những ngày đại dịch, xin ông cũng như tăng quyến cũng cùng hiệp lòng cầu nguyện và thông cảm cho chúng tôi. Và với những lời cầu nguyện này, chúng tôi tin chắc chắn rằng linh hồn của ông cũng sẽ sớm được về hưởng tôn nhang của Chúa cùng với ngài. Đây, xin cộng đoàn chúng ta cùng hiệp lòng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Chúa Giêsu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cộng đoàn chúng ta cùng nhìn nhận bản thân của chúng ta trước linh hồn Chúa Giêsu để xứng đáng hơn được một người. Tôi thu nhận cùng nhân cho toàn năng và cùng
anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì công tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng chinh, các nhân thần, các thánh và anh chị em, đừng cầu cho tôi trước và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa tỏa năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, trong buổi tiệc ly năm xưa, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thì giờ đây, cộng đoàn dân Chúa chúng con trong hội đồng hương giáo hội chính cúi xin Người hãy ban bình an của Ngài trên tang quyến, là những người thân yêu của đồng hương chúng con đang cầu nguyện hôm nay. Xin cho linh hồn Giuse, là người đã được Chúa gọi về trong ngày phục sinh của Ngài, xin cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong dân chuân con đã kêu cầu mà Chúa đã đáp lời con. Từ vườn sâu con người văn Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa kêu tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn nghìn sông đại dương, bao dòng nước cuốn trôi và chiều phong ba buồn sâu lắm tấm thân tôi. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vườn sâu con ngài vang Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các bà vội vã rời khỏi mộ vì sợ hãi, nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: Chào chị em. Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân và bái lại Người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy Thầy ở đó. Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành và báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: Các anh hãy nói như thế này, ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của ông đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa, lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Đức Cha chỉ đến, duy Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn tuật hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sợ trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính thưa
Kính thưa chị và Văn Quyến, được tin Chúa gọi linh hồn Giuse về với Chúa, ông cũng như tất cả anh chị em trong gia đình chúng tôi cùng đến đây để cùng xin dâng những lời kính chúc hát cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Vậy xin gia đình Tăng Quyến cùng với chúng tôi dâng lời chúc hát lời kính chúc hát. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin Chúa Thánh Thần, người luôn thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, cho rồi cho đáng ngồi ăn được. Nguyện xin Chúa ngồi bên tai nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhằm thân xác hồn chẳng tan hơn thế. Cô chú và các anh chị, thì con thay mặt gia đình cũng như là thay mặt ba con, đầu tiên là con xin lỗi tất cả mọi người, nếu mà trong thời gian mà ba con còn sống, ba con có làm ai không vui hoặc là làm ai buồn lòng, thì mong mọi người tha thứ lỗi lầm cho ba con. Và cái thứ hai là con cũng thay mặt gia đình cảm ơn tất cả mọi người trong mấy ngày qua đã giúp đỡ gia đình con rất nhiều, và đặc biệt là tối hôm nay mọi người cùng ở đây với ba con đêm cuối cùng để tập vinh cầu nguyện cho ba con trước khi ba con về đàn với Chúa. Dạ, con xin cảm ơn mọi người. Con nguyện dân Cha cả sáng, đưa Cha chỉ đến, xin Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ác. Xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới, vì của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa, khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới, khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Chúa vì Chúa đã nhân từ.
ngày nó ban cho đời nhai xóa. Linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền thì tôi lỗi chúng con và toàn thế giới. Lạy mau và nước đã thốt chào từ thánh tâm Chúa Giêsu như than buồn thương xót chúng con tin thác linh hồn Giuse và toàn thế giới nơi Chúa. Kính lạy mau và nước đã tôn chào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tha của thương xót chúng con tin ta linh hồn Giuse và toàn thế giới nơi Chúa. Con đi vòng vòng ngày, đời con đường bao trời.
Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem thấy một đứa Chúa trời sáng lá vui vẻ vô cùng. Amen. Sống dưới mái nhà này, chính cha là người bảo vệ chúng ta, chính cha là người mang lại cho chúng ta chén cơm ăn áo, chính cha là người đã dạy cho chúng ta biết cuộc đời này. Nhưng các con đã tâm sự, bố là một người rất giỏi giang, biết lo toan cho vợ, biết lo toan cho tất cả các con, và việc gì cha cũng can tâm, việc gì cha cũng làm. Một người cha hiếm thấy, một người cha gần gũi với chúng ta, luôn lo ta, đó là lợi thế của chúng ta về người cha thân yêu này. Tương xứng những gì cha đã hy sinh dành cho chúng ta, đặc biệt trong những ngày tháng mà cha nằm trên giường bệnh, đó là cơ hội, đó là ngày tháng để chúng ta được quay quần bên cha, để chúng ta có cơ hội báo hiếu chăm sóc sức khỏe. Căn bệnh đã thành, đã luôn dằn vặt thân xác người cha. Nhưng đối với cha chúng ta, cha luôn âm thầm chịu đựng. Đôi mắt của cha luôn nhìn dõi theo chúng ta. Trong lòng cha, trong thân xác của cha luôn đau đớn, nhưng cha vẫn kháng cáng, cha vẫn chịu đựng, để cho chúng ta có nơi, để cho chúng ta được bình an, để cho chúng ta được an tâm. Hôm nay quay quần bên cha lần cuối cùng, chúng con còn ở xa quá, một nơi rất xa, mà ngày này đáng lý ra chúng con phải về để bên cha, để nhìn một người, nhìn lại người cha lần cuối cùng. Nhưng rồi không về được, không kịp về để chịu tang cha. Xin cho chúng con thắp lên nén nhang lòng để chúng con nói lên những lời yêu thương từ 30 năm tháng qua mà chúng con quên đi, nói những lời yêu thương với bố. Cảm ơn bố đã chở che chúng con đời rất dài. Cảm ơn bố đã tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót chúng con. Giờ đây xin mời người con gái sẽ có lời tâm tình, gia đình người con gái sẽ tiến ra trước linh cửu của bố. Bố ơi, con có lá thư con gửi cho bố. Khi con còn nhỏ, con thèm ăn bất cứ thứ gì, bố đều mua cho con. Cho dù lúc đó nhà mình rất là nghèo, mà bố đều dành dụm để dành tiền để bố mua cho con từng cái bánh giò, từng cái trứng và từng miếng thịt. Sau đó, khi con lớn, bố cũng chiều theo thói quen ăn uống của con. Bố làm giò hủ cho con vào những ngày Tết. Bố gói cho con những cái bánh trứng không đủ xanh. Bố biết sở thích của con và bố luôn luôn năm nào bố cũng làm cho con như vậy. Khi con đi xin đi đâu thì
con là con gái ruột của bố, cho nên con chỉ cần rớt nước mắt thì bố sẽ thì đồng ý cho con. Bố cũng để cho con học hành tới nơi tới chỗ, không để con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Đến khi con đi làm, bố vẫn quan tâm tới con, sợ con đi làm xa, bố cũng chở con đi. Và bố đợi con học hành xong, bố lại chở con về. Đến khi con lấy chồng, bố cũng lo cho con. Bố rất là giỏi, bố là người thầy một rất là tài ba. Bố đóng cho con từng cái tủ, từng cái bàn, từng cái ghế. Mỗi lần, mỗi tuần, con đều dẫn Thiên và con về lại với bố. Thì bố đều mua những thức ăn ngon nhất, những con tôm, con cua to nhất cho cháu ngoại của bố. Vì bố là học, thì bố cũng hết nhiều khói bụi, mùi sơn. Và nó cũng là một phần gây ra cái bệnh tật ngày nay cho bố. Bố cũng thích uống rượu, thích hút thuốc. Và rồi một ngày bố phát hiện ra mình bị ung thư. Nhưng bố luôn lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống. Bố chưa bao giờ phải than thở với mẹ con là bố đã chịu đau đớn đến nhường nào. Bố một mình im lặng để chịu đựng ngày này qua thế khác. Bố bắt đầu điều trị, nhưng bệnh tình của bố ngày càng trở nặng. Và điều gì đến cũng mới đến. Thứ tư tuần trước, bố đi đến bệnh viện để thăm khám sức khỏe của mình. Và ngày thứ năm, bố liên tục ói ra máu. Đến tối thứ sáu, con đã có linh cảm không tốt. Con liền về chuẩn bị để lo hậu sự cho bố. Dù con biết đó là điều rất là khó đối với con, nhưng con không biết làm sao con được soi sáng để con chuẩn bị tất cả cho bố trong ngày hôm nay. Đến sáng thứ bảy, con đi ngang đài Đức Mẹ. Con khấn với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ, nếu thương bố con thì cho bố con được gặp thầy, gặp thuốc. Còn nếu không, xin cất bố con đi nhẹ nhàng và bình an. Đến trưa, con lên với bố. Con hỏi bố, bố có muốn xức dầu lần cuối, xức dầu bệnh nhân không? Bố đồng ý, và thật là mừng cha phó đã đến xức dầu cho bố. Cho bố xin tội và rước lễ. Và đó là thánh lễ cuối cùng của bố. Tối thứ bảy, bố trở mệt. Bố trở mệt, không đo được huyết áp, nhưng bố vẫn lạc quan. Chúng con hỏi bố có muốn về nhà không? Vì chúng con giấu, chúng con không muốn làm bố buồn. Nhưng bố vẫn thật là không, bố muốn ở lại để bác sĩ điều trị cho bố. Chúng con cũng nén lòng để bố ở lại. Sẽ ngồng dầu như một phép màu. Chúng con nghĩ là bố đã vượt qua vì Đức Mẹ đã nghe lời. Bố cười nói với mọi người, bố đã gặp được hết anh em của mình. Bố lại đuổi con về và đuổi anh Linh về. Bố bảo là về lo cho các con vì mấy ngày con ở với bố. Nhưng mà con không ngờ đó là lần cuối cùng con được gặp bố ơi. Bố không chưa còn thấy mặt khi bố ra đi. Khi con lên đến bệnh viện, con nghe tin bố đã mất rồi. Mẹ đừng chở về số không bố ơi. Con đau lòng quá. Nhưng hình như bố biết con đến để đưa bố về nhà. Con nắm tay bố, con hôn bố và mặt đập trở lại. Chúng ta cố gắng vượt qua những phút giây ngắn ngủi để có thể về được đến nhà mình. Và con luôn nói với bố là bố ơi, bố hãy cố lên. Và con hứa con đưa bố về nhà. Và cuối cùng chúng ta cũng đã được về trường, về đến nhà. Bố đã được về đến nhà chung Chúa trong đúng hẹn của phục sinh. Con thật hạnh phúc và may mắn khi được làm con của bố. Bố nói là thường ta thường nói là con gái là nhờ được cha, mà con đã được nhờ được hưởng hết phúc đức của bố. Con đã có một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc như ngày hôm nay là cũng nhờ công ơn trời bể của bố. Xin bố đừng lo cho chúng con sẽ lo cho mẹ và các em thật tốt.
trong những năm tháng cuộc đời làm con của con. Có những điều gì con làm sai sót và làm sai ý bố để bố buồn lòng. Xin bố hãy tha thứ cho con. Và nếu con kiếp sau con vẫn mong luôn muốn làm con của bố, con xin cúi đầu quỳ lại và cảm tạ. Còn trên đây xin mời các con hai người vợ chồng đã quỳ xuống để cảm ơn người bố lần cuối cùng. Quan tâm con
nhưng chỉ bằng một vài lời nói thì bố biết là bố nói ấy thôi, nhưng mà con sẽ hiểu được nhiều. Tính khi con đi làm thì con đi làm được mấy tháng thì con nghỉ chút hết, vì sau tới tận dịch của bố bệnh, mà bố vẫn nói con là mày đi kiếm một cái việc làm ổn định đi, tao không cần mày nuôi tao đâu. Nhưng mà bố cậu có biết là con đâu có muốn đi làm, tại vì con muốn ở nhà với bố nhiều hơn. Con ở nhà nhưng mà con vẫn đủ sống, con vẫn chờ bố đi lấy thuốc được. Tới cái hôm là chiều mà bố mất, con lên với bố, con nói chuyện với bố, mà bố vẫn bình thường. Con nói bố là, bố ơi, cái ống dịch này nó không có hút ra máu nữa đâu, nó chuyển sang màu trắng rồi, là bệnh dịch bệnh của bố chắc nó cũng tiến triển tốt rồi đó. Bác sĩ hôm qua chắc nghĩa là người ta là bác sĩ mới 1-2 năm cho nên người ta nhìn người ta đâu có biết. Nhưng mà lúc cái bác Linh thăm bố con vừa mới ra ngoài, bác bảo là bệnh ơi bố mẹ ói ra máu rồi, cũng mà con nhìn cái hông máu máu đó. Tới lúc này con bác sĩ bố con đứng con nắm tay bố kêu tôi một hồi đau sao mình còn chỉ biết nhìn mặt bố này. Tới cái lúc bố thở từ ngoài nhẹ cuối cùng không còn biết gì nữa. Nghe con chỉ muốn bố là trong lúc bố con đi còn sống thì con với bố cũng hay cãi nhau, bởi vì bố với mẹ cũng hay có những chuyện không hay, thì con chỉ muốn bảo vệ mẹ mà thôi. Thì con giờ con mong bố là con với bố sẽ tha thứ những cái lỗi lầm con cảm buồn và làm bố không vui. Mong bố sẽ sớm ở bên ông nội, bên bà nội, bên ông bà ngoại. Thưa bố, bây giờ con chỉ muốn tất cả những sự việc này chỉ là một cơn ác mộng. Để khi con tỉnh lại, con vẫn còn thấy bố ở trong gia đình của mình. Nhưng thực tế thì bố đã rời bỏ chúng con. Bố sinh con ra, bố nuôi dưỡng, bố dạy bảo, nhưng con chưa kịp một lần báo đáp. Đến cả việc chịu tang bố, con cũng chẳng làm được. Con là đứa bất hiếu phải không bố? Con chỉ ước gì mình quyết liệt hơn, để mà làm được tất cả mọi thứ chưa thực hiện, chí ít để giành giật lại bố từ tay Chúa. Nhưng rốt cuộc thì bố vẫn chọn đi về với Chúa. Mọi thứ với con thật mơ hồ, và bây giờ không còn bố thì nó còn mông lung hơn nữa. Bố vẫn thường nói với chúng con, để tao tính. Giờ bố đi rồi, ai tính cho con để hả bố? Ai sẽ gói bánh chưng cho chúng con? Ai sẽ mua hoa đặt trong nhà ngày Tết? Con ghét bố vì bố giấu chúng con lúc nào cũng vậy. Để tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh với con, con quá bàng hoàng. Con chưa sẵn sàng để đón nhận sự mất mát này. Nhưng con cũng như bố, cũng chỉ là tạo vật, không thể thay đổi được đường chỉ tay mà Chúa đã vẽ nên. Nên con buộc phải đón nhận sự mất mát này, điều mà chúng con không bao giờ muốn. Bố không còn ở bên chúng con bằng xương bằng thịt, nhưng con biết bố vẫn luôn dõi theo chúng con. Xin bố chỉ dạy chúng con
để chúng con được khôn ngoan như bố. Xin bố cho chúng con lúc nào cũng nhớ đến bố. Xin bố làm cho gia đình mình, cho họ hàng nội ngoại hai bên luôn yêu thương nhau như bố khi sống đã luôn nhắc nhở chúng con như vậy. Yên nghỉ nha bố, bố của con. Từ để mở lối này. Tới đây, mẹ chúng ta còn phải đối diện với biết bao nhiêu thử thách, phải nuôi dạy chúng ta như thế nào để chúng ta hòa hợp, yêu thương nhau. Để đây chúng ta cùng dành một lời tâm tình với mẹ qua bài hát làm mẹ. Mà em cũng phải im hết, không nói một lời nào.
đến vào bệnh viện để khám. Anh có lúc biết trong bệnh viện em vừa chạy, em vừa thở, em vừa chảy máu chân. Anh có biết không? Và cuối cùng anh vẫn bỏ lại em để anh về anh phục vụ nhà Chúa. Anh để lại em vợ quá con vui và anh giấu em tất cả mọi chuyện. Em bất ngờ như một tí sét này. Người em bây giờ vẫn đang ngồi trên máy bay. Anh là người bản lĩnh mạnh mẽ, sợ em lo xa em mất ngủ. Anh thương thầm để cho em không thể tưởng tượng được. Em chẳng biết nói gì nữa. Con chỉ cầu xin Chúa đón nhận anh vào thiên đàng sớm để phù hộ cho ba mẹ con em. Sống trọn vẹn cho nhau, sống thủy chung, sống hy sinh và nhường nhịn và biết nhận ra lỗi lầm cho nhau. Giờ đây chúng ta cùng chúng ta tranh thủ vào. Oh,
đây chúng ta có lời tiếng Việt với ông Du Xe Nguyễn Văn Tình, là anh em của chúng ta, là ông của các cháu, là bố của các con. Thứ tự cũng được, chúng ta sẽ có cầu nguyện, sau đó là có lời tiếng Việt. Tiếp theo là chúng ta thắp nhang, mỗi người bật nén nhang cho linh hồn Du Xe, và sau đó là chúng ta sẽ đi vòng quanh quan tài, mỗi người tạm biệt ông Du Xe một lần. Nguyện xin Chúa ngôi ba gọi nghe lời con thiết tha, tình thương mê mơ cũ con ngày đêm, lần lần xa hồn tràn ngàn lớn thiêng. Hãy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Du Xe được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng mang vui vẻ vô cùng. Amen. Từ chốn liên hình vui vang tiếng bao linh hồn thông an, nguyện đèn kinh dâng mẹ nhân ai, nguyện mẹ thương nghe lời con cái kia xa ban này. Đang tiến thay mặt cho thính thân là vợ của ông Du Xe, cho các con và nhất là cho cháu Bình, con trưởng hiện nay đang ở Cộng hòa Liên bang Đức, và toàn thể anh chị em các cháu tiễn biệt chú và anh em đến nơi an nghỉ cuối cùng. Lớn bao la từ ngày qua giữa tuổi mặc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong đời, nhờ ơn cha nhờ nghĩa mẹ, con muốn lớn trong muôn đời ta. Xin ngon trên đầu xuống muôn nhà, trái đơm hoa xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáng ân tình, hơn biển trời nghi thắng trăm kỳ. Xá nhang cắm vui tuổi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Đây nè, thương ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con nhờ mẹ cha mới trở nên giá biệt cha lần cuối cùng. Cha ơi thôi mất rồi hình bóng cha yêu, biết mấy công đức sinh thành bóng mát che chở gia đình, con mất thật rồi người cha yêu. Con tin
Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin Cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Cha ơi, xin giả biệt Cha lần cuối cùng. Cha ơi, tôi mất rồi hình bóng Cha yêu. Biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất thật rồi, con mất rồi người Cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin Cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Lần cuối cùng, lần cuối cùng. Cha ơi, thôi mất rồi hình bóng Cha yêu. Cha ơi, biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất rồi, con mất thật rồi người Cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin Cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai. Về công nghiệp được nữ đồng sinh, mà Chúa giơ tay rằng đang đưa hồng lòng đau vô cùng lớn nào. Giêsu Maria Giuse bọn lên điều chân vào đời,
Ngài mến thương con khi con xuôi ngược đường dương thế. Ngài mến thương con khi con sống ngày tháng đường đời. Ngài sẽ thương con, thương con mãi. Nay con về với sau một đời như đêm dài chờ mong bình minh, xin giang tay đón con vào hạnh phúc miền ánh sáng quang vinh. Xin nên một với Ngài trong nhiệm màu, trong ân tình bên lâu nồng thắm. Gian nan với Ngài được phục sinh, được vinh phúc ngàn thu. Ngài đã sinh ra lòng đồng và tâm trên trời, không phải do tay người thế làm ra, nhưng do Thiên Chúa. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu mà chúng ta ai nấy sẽ trở về. Cái lòng tin yêu cảm tạ, chúng ta phó dâng ông Giuse cho bàn tay từ ái của Thiên Chúa. Giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô là đấng cam lòng gánh chịu bao đau khổ của chúng ta. Chúng ta tha thiết cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đối diện với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con
chúng con lạy xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đứng trước cảnh biệt ly tan tóc này, chúng con lạy xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Trong giờ phút bàng hoàng, đau thương và bối rối này, chúng con lạy xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Lạy Chúa, đã đến lúc ông Giuse từ giã từ nhà này và đàn bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình cảnh chiều mến của ông Giuse. Xin đừng để chúng con như những người ngậm đắng nuốt cay vì mất mát, hay như những kẻ chỉ nối tiếp chuyện xa xưa. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chánh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến Ngài.
cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn, với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm, dù thương không bến bờ. Xin dâng Cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Chúng ta chết.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh. Lạy Thiên Chúa là thật hoàn cảnh, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã thiết và đã sống lại. Nhờ một việc này, xin Chúa thương ban cho con tớ Chúa là linh hồn Du Xê đã an nghỉ trong con Chúa. Nhờ người con sẽ được hân hoan trong dạy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa trong sự hiện diện với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chúc thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, lòng trung thành không làm cho chúng ta phải khổ thể, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô đã chịu chết cho những người bất chính, ít có ai chết thay cho người công chính. Hoặc chăng mới có người dám chết vì kẻ lại hoặc là tội nhân, thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính trong máu của người, thì nhờ người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Thật vậy, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của con Ngài, thì khi đã được giao hòa, hẳn chúng ta càng được cứu độ hơn nữa trong sự sống của chính Đức Kitô. Và không như thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ người mà bây giờ chúng ta đã nhận lãnh ơn giao hòa. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu lên núi, người ngồi xuống và các môn đệ đến gần người. Người mở miệng dạy họ rằng: phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai thành công vì họ sẽ được thành công. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Ai biết sống thương vì họ sẽ được sống thương. Phúc thay ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho các con khi người ta nâng nhận và bắt bớ các con, và vì thầy họ cũng mong cho các con đủ mọi điều sợ. Hãy vui mừng hoan hỷ vì phần thưởng xứng đáng dành cho các con trên trời. Đó là lời Chúa. Nói với chúng ta về niềm tin của chúng ta, nói với chúng ta về lòng khao khát của chúng ta, nói với chúng ta về lòng cảnh trông của chúng ta. Đó là hy vọng cho người thân của mình được sống vĩnh cửu trên đất trời. Hay còn nôm na để thể hiểu, đó là mong cho người thân của mình đến thần. Và thưa cộng đoàn, niềm tin thắng điều khiển chúng ta cứ nghĩ là một chuyện khó. Nhưng mà thưa cộng đoàn, nó đúng là thật là khó. Nhưng nó chỉ khó trong thân phận của cộng đoàn. Nhưng đối với Thiên Chúa thì cái gì nào có thể làm được. Và đặc biệt nữa, nó chính Ngài là đấng muốn và mong cho chúng ta nên đặt. Điều này được điều khiển qua trang thiên vận chúng ta vừa nghe. Đó là con đường, là cách thức mà Chúa chỉ, Chúa giúp và Chúa sẽ bàn cho những ai sống đúng con đường này thì sẽ được nghe đặt. Nhưng ngay như một đoạn đứng thẳng, nó không phải là chuyện xa vời. Nếu như chúng ta đứng tin mừng vợ, để chúng ta thấy được không phải để khi chúng ta chết rồi chúng ta mới mong mừng làm thánh. Mà ngay trong cuộc đời này thì chúng ta đang sống, chúng ta có thể được trở nên thánh. Hay một cách nhẹ nhàng hơn là chúng ta đã chuẩn bị để con đường nền thánh của chúng ta có cần. Để khi chúng ta nhắm mắt lì đời thì đó là ngày hạnh phúc tuyệt vời của chúng ta. Vì đừng trở nên thánh, đừng trở nên hợp âm thừa với đời.
vinh quang với Đức Kitô trong nước thật. Thì thưa công đoàn vẫn chỉ là một hòn đồi bé bé tại Israel mà thôi. Và tại vì chính Đức Mô-sê lên núi và ông nhận lời luật của Thiên Chúa, ông mang xuống để cho dân sống. Và khi mà dân cho sống lời luật của Thiên Chúa, họ được gọi là dân thánh. Lúc với chúng ta về Đức Kitô, địa vị của Ngài, vị thế của Ngài. Nói một cách khác, Matthew muốn những tín giả của Ngài, muốn mọi người lắng nghe Chúa Giê-xu, tin vào Chúa Giê-xu, một Môi-se mới và trội vượt hơn cả Môi-se của Cựu Ước. Và nếu ai tin vào Ngài, cho vào Ngài, thì người đó sẽ được phục sinh. Và thưa cộng đoàn biết, điều mà chúng ta đang sống trong tâm tình của mùa phục sinh lại càng khẳng định cho chúng ta rõ ràng hơn vị thế này của Đức Kitô. Vậy nên mỗi người chúng ta được mời gọi xác định lại Chúa Giê-xu là đấng nào trong cuộc đời của chúng ta. Với Chúa Giê-xu hôm nay, mỗi ngày sống của mình, Ngài đang ở đâu? Chúng ta có đưa Ngài vào trong cuộc đời của chúng ta? Chúng ta có chiêm ngưỡng Ngài trong cuộc sống của chúng ta hay không? Bằng tin mừng mà lời Chúa nói với chúng ta là những chúng ta làm cái gì cuộc đời này để trở nên thánh, nó những là một cái điều gì đó tưởng chừng như là ở tương lai sẽ phúc ai có tinh thần nghèo khó thì nước trời sẽ là của họ, phúc ai ăn than khóc thì họ sẽ được ăn đổi, vân vân. Nói một cách khác, chúng ta chỉ lo cho cái hiện tại mà chúng ta quên mất cái tương lai của chúng ta. Bản thân mình thì nói cái tương lai quan trọng hơn là cùng đỉnh của chúng ta, là nước trời. Chúng ta đang xác định nước trời như thế nào. Nói như thế thì không phải chúng ta bỏ cái hiện tại, nhưng mà chúng ta sống cái hiện tại cho đúng để chuẩn bị tương lai. Đó là lời của Chúa mời gọi hôm nay mình. Và ngày hôm nay, nếu như tôi đang là người nằm xuống, nếu như tôi giống như ông Giuse, thì liệu tôi có được nước trời không? Và như vậy thưa cộng đoàn, ngay trong giây phút này và từ giây phút này là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta phải sống đúng và sống phải, mà đặc biệt là với lời Chúa dạy cho chúng ta. Với hiến chương nước trời, Chúa đang mở ra cho chúng ta một con đường để tương lai chúng ta thật sự thuộc về nước trời. Và như thế, một thách đố nữa, một lời chất vấn nữa cho chúng ta hôm nay là chúng ta đang sống cái hiện tại như thế nào để cái tương lai của chúng ta, đến lúc chúng ta nằm xuống, chúng ta thật sự thuộc về Chúa. Và tập tình sau cùng mời gọi cho mỗi người chúng ta để sống cái hiện tại hôm nay cho cái tương lai tốt. Tin mừng mời gọi cho chúng ta đến 8 mỗi phút, 8 con đường. Xin gửi với cộng đoàn một con đường thôi, đó là sự than khóc. Chúa Giê-xu nói trong bài tin mừng, phúc ai than khóc vì họ sẽ được an ủi. Thưa cộng đoàn, khóc ở đây nó không phải chỉ ngừng lại là giọt nước mắt bình thường của chúng ta, nhưng mà cái khóc hôm nay, cái khóc mà Chúa Giê-xu nói trong bài tin mừng theo cái tiếng Giọt Hải nghĩa là gì? Thứ nhất, đây là cái khóc ở trong lòng chứ không phải khóc ở bên ngoài. Mà khóc ở trong lòng nó cùng vào cái thứ nhất, đó là thân phận tội lỗi của mình, kêu ngáo trong đức tin. Chẳng hạn như trong cuộc thương khó của Chúa Giê-xu, những người lãnh đạo trong đoàn máy giáo, họ thách thức Chúa xuống khỏi thập giá. Nhưng đó là niềm kiêu hãnh của người Do Thái, một Thiên Chúa quyền năng. Để rồi chính trong cái niềm tin đó, họ lại bị đánh gục bởi sự kiêu hãnh của mình. Chúa tôi quyền năng lắm, Chúa có thể làm mọi sự. Và họ ỷ lại vào sự quyền năng đó. Nói một cách khác, giống như chúng ta hôm nay, tôi đạo đức lắm, tôi chuẩn bị được điều này lắm, tôi tốt lành như thế này, tôi tốt lành như thế kia. Mà mỗi chúng ta không khiêm nhường để khóc cho thân phận tội lỗi của chúng ta, khóc cho bao nhiêu lầm lỗi của mỗi người chúng ta, mà không ai có thể thoát được điều đó, thân phận tội lỗi của con người. Cho nên đó là cái khóc thứ nhất để là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta. Chỉ khi mình khóc và ý thức về tội lỗi của mình, thì mình mới cần một đấng cứu độ mà Matthew giới thiệu với chúng ta là Chúa Giê-xu. Và chỉ khi chúng ta biết sẵn mối, biết nhìn vào tội lỗi của mình, biết nhìn vào những yếu kém của mình, thì chúng ta mới cho Chúa và bước theo Chúa. Cái khóc mà Chúa Giê-xu nói trong bài tin mừng, khóc trong cõi lòng, đó là một vấn đề. Nhưng trong tiếng Hy Lạp mà Chúa Giê-xu dùng, nó còn gọi là khóc cho người khác nữa.
chồng làm cha trong tư cách là một người bạn, một người thân trong gia đình của chúng ta, không ít lần ông cũng đã khóc cho chúng ta, nhất là nơi những người con, nơi đời vợ của mình. Là một người chồng, là một người cha, khóc bằng nhiều cách khác nhau để lo về kinh tế, lo về học vấn, lo mọi sự cho con cái. Và chính vì điều đó, chính những giọt nước mắt đó, cách nào đó những người con trong gia đình mới có những khả năng, mới có những ổn định trong cuộc sống. Giọt nước mắt đó rất quý. Và đó cũng là điều để mời gọi cho mỗi người chúng ta trong thánh lễ hôm nay, tạ ơn Chúa vì Chúa đã khóc cho chúng ta. Cảm ơn ông Giuse vì cách năm đó đã khóc cho chúng ta cách này cách khác. Và đó cũng là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta. Chúng ta không chỉ sẵn hối chức mình với Chúa để mình cần Chúa, nhưng nhiều lúc giáo hội mời gọi chúng ta làm một công việc gì, giáo hội mời gọi cho chúng ta khiêm nhường hơn, giáo hội mời gọi chúng ta vâng phục hơn. Nếu chúng ta không biết làm, nghĩa là chúng ta không dám khóc cho người khác, thì thưa công đoàn, đó là điều không phải. Nhưng nếu mỗi người chúng ta trong lời dạy của giáo hội, trong sự khiêm nhường hơn của mình, trong những hy sinh của mình, một cách nào đó như là những giọt nước mắt tôi đang khóc cho người khác, của lễ đó đẹp vô cùng. Hay cách riêng trong những thời gian Covid-19 này, chúng ta thấy nhiều nơi đang làm bác ái, nhiều nơi đang sống những giọt nước mắt cho những người đau khổ. Mỗi chúng ta đang được mời gọi như thế. Hãy để ý đến người vợ của mình, người chồng của mình, hãy để ý đến con cái của mình, để ý đến bạn bè của mình, để ý đến người đồng đạo của mình, để một lúc nào đó mời gọi chúng ta dám khóc, mời gọi cho chúng ta dám hy sinh, mời gọi cho chúng ta dám từ bỏ, để những người đó được ơn Chúa, những người đó được hoàn cải, những người đó được sống tốt hơn, thì điều đó đẹp đẽ vô cùng. Một vài lời gợi ý từ lời Chúa hôm nay, để trong thánh lễ an táng ông Giuse không chỉ ngừng lại để cầu nguyện cho ông được sống vĩnh cửu trong nước Chúa, mà còn là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta chuẩn bị như thế nào để mỗi người chúng ta cùng với ông một ngày nào đó sẽ được hưởng trong tôn nhan vinh quang của Đức Trời.
Lạy Chúa, chúng con có thường ngày bị tích cực có cái cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là linh hồn trong xe. Chúng con ngài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là linh hồn trong xe được vào nơi đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin và được tin Tô Chúa chúng con. Cảm tạ Chúa nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn chọn nhân, trọng trí cha chân sư, cha phụ tá, toàn thể tăng gia hữu kính chúng con khi trân trọng cảm tạ. Cha phao đô chính sư, cha phụ tá và quý tu sĩ, quan thuần hùng, hội đồng phụ giáo sư, giáo hội mẹ vô nhiêu cùng các đoàn thể, hội dòng, ca đoàn và cộng đoàn trong và ngoài giáo sư. Cảm ơn quý thân bằng yêu thuộc, họ hàng mong ngoan, quý đồng hương bình trình và quý gia đình thông gia, quý cơ quan, công ty, bạn bè thân yêu, đồng nghiệp. Cảm ơn tình thân của quý bà con khu xóm hẻm 860 trên 58, tổ dân phố, khu phố cùng toàn thể quý khách, thân hữu, quý cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ đã đến thăm viếng, chia sẻ, cầu nguyện, hiệp dâng thánh lễ và tiễn đưa linh cữu, chồng, cha, ông và người anh em của chúng con là ông Du Xe Nguyễn Văn Tình đến nơi an nghỉ trong hồng ân và lòng thương xót của Chúa phục sinh. Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót. Kính mong quý cha, quý tu sĩ, quý khách và cộng đoàn thông cảm và thứ lỗi. Tang gia chúng con đồng bái tạ. Và xin cho linh hồn chúng xe được chú cho bệnh hồn và cùng các thánh bảy người chúng thành được chú. Nguyện xin chú sống hơn khi sinh sự, để khi đã được chú khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giáo hòa với chúng cha và được thành một từ đến lành mạnh chi ra. Linh hồn chúng xe đã nhận được niềm vui muôn đời và chúng mình hạnh phúc với các thánh trong đoàn hồn. Chúng con cầu xin nhận
Yeah.
giờ đây chúng con xin ba linh hồn dâu sẽ trong ánh sáng của Chúa. Chúa đã ân hoa đau ông với dân Chúa. Giờ đây chúng con xin ba linh hồn dâu Chúa sẽ trong tình thương bao la ở đất cũng như trên trời. Xin Cha cho xin Chúa cùng ban thưởng cho linh hồn Giuse được vào chúng vinh quang và bình an, được chiêm ngưỡng ánh sáng huy hoàng của Chúa trước thánh nhan. Thân thể anh Giuse sẽ được hỏa táng, đức bụi trở về với đức bụi, nhưng cậy vào lời bảo chứng của Chúa Giêsu Kitô sống lại. Chúng con tràn trề niềm tin và chờ ngày phục sinh trong cuộc sống vĩnh hằng, và mai này được hoàn tụ trong tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mở trang 20 từ một sau vũ tối. Thầy đến cùng với anh chị em, thế gian sẽ không còn thấy Thầy, còn anh chị em sẽ được thấy Thầy. Và cái tâm huyết của chúng, anh Giuse cũng sẽ nhờ Chúa Kitô mà ở với chúng ta cùng mặc niệm. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được an nghỉ ngàn thu. Và cho ánh sáng chiếu khuất thân trên trên linh hồn Giuse. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được an nghỉ ngàn thu. Và được ánh sáng vinh quang bước tiến chói soi đến muôn đời. Chúng con cậy mình hồn Giuse được. Thay mặt cho tham gia chú quyến, chúng tôi trân trọng cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, quý cộng đoàn, quý hội đồng mục vụ, quý khách cùng tất cả quý vị hiện diện nơi đây đã vì tình bác ái yêu thương đã đến tiễn đưa linh cữu ông Giuse Nguyễn Văn Tình đến trung tâm hỏa táng với các nghi thức sau cùng, để rồi thể xác ông Giuse được hỏa táng chờ ngày phục sinh trong Chúa. Toàn thể tam quyến chúng tôi trân trọng cúi đầu bái tạ và tri ân. Sau đây công việc hoàn tất, xin mời toàn bộ anh chị em có mặt tại đây về gia đình chúng tôi. Mời quốc công thân mật. Mặt trời soi một kiếp dòng trời, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người,
mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi từng ngày qua mỏi ngóng tin vui cùng rừng nào là mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng trời, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chết một chiều trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay.